nhau chiều. Này chắc 12 con. Người anh đi chùa siêu lắm. Chỗ lại bên này 5 con. Là con trâu hay sao? Hai bên à? Đây con này con gì cũng được. Hai bên đều hai con. Con này con gì cũng được. Nào vào đâu? Bắt đầu lên đi con gì ấy? Một nét rất đặc sắc này, những bầy thú đá, thú cổ chùa Phật Tích. Con này là con lân, lân. Người chen người, được ngày đi chùa rất là đông. Đi vào đây muốn chỉ cho con xem cái phần tại sao mình lại chùa Phật Tích, bởi vì mình không thích có cảnh ở đây đầu tiên. Đây à, ơi có câu hỏi cho bác Quang đầu cua. Cao mới phải lo đâu, cao như thế. Nam bố bế tạng. Đấy, tượng Phật trong tượng cổ nha. Và xem chỗ dấu tích của Phật. Đây đầu tiên là xuất phát Phật giáo ở Việt Nam nha. Đây này, đây là nền móng của ngôi chùa cổ đây này. Ồ, người ta lại giải tiền đầy ở dưới này cơ. Không nhìn thấy được. Tiền nó che mất rồi, che mất bóng kính nữa. Trong này chỉ là hậu cung thôi. Đây là bức tượng Phật cổ. Chị đàn. Tượng này là tượng cổ từ ngày xưa, hàng nghìn năm nay. Hàng nghìn năm. Đây cái đứng ra đây. Con xoa tay vào tượng Phật để may mắn nhé. Ngào bố bể. Con thoa tay con xoa tay. Đấy. Xoa tay vào tượng Phật để may mắn. Đây con này. Con ở đây đi. Đây là tường đường bắt đầu lên tượng bức tượng A Di Đà. Tượng to.
cũng không xa lắm, gần gần thôi. Hồi con 2 tuổi bố dẫn con đi rồi đấy. Con 2 tuổi con còn đi được, bây giờ con 5 tuổi cũng không đi được, thanh niên thì không đi được, chán chết. Hồi con 2 tuổi ấy. 2 tuổi con đi hang lắm. Ừ, con nhỏ, con 2 tuổi con còn đi được. Bây giờ con 5 tuổi con không đi được thôi. Đường lên tháp, đường lên mai gì đó. Tự đi gì nữa. Ừ, tự đi. Đá này chắc là nó tạc sẵn mà nó trở lên cầu lên đấy thôi mà. Nó ghép. Nó tạc sẵn rồi nó cứ mang lên nó ghép mà. Anh ơi kéo ngã rồi. Để chắc rồi nhỉ. Sông Sơn nó không có bằng. Cho tượng thành gióng á. Tôi thấy giống nhá. Có làm gì không bằng. Ai kia còn cái kia kìa. Lan ơi bảo đi bên này mát hơn này. Đi ơi. Quay à, quay à. Không quan đâu á? Kia đang đi tiệt á. Phải một người dắt đi không lạc được, không tìm được đâu. Đi một mình không nhỉ? Ở trên này là có hồ nước nhỉ? 50.000 cả dây keo thế này. 50.000 cả. Tượng A Di Đà. Sao? Máy bay có đâm vào cái đấy không? Không. Đâu máy bay đâm vào cái đấy cháy luôn. Đâm vào đây tan xác luôn. Đâm sao? Tan xác thì tan xác bị thả luôn. Cháy luôn. Thôi đi xuống rồi. Có một cái phòng thờ ở dưới tòa nhà. Các bạn ạ. Nó kêu vào xuống nó để cho tao ơi. Lan ơi, nhìn thấy con chưa? Lâu qua mình gội đầu xong. Không được. Rất nhiều thông vật con. Nhỏ. Hương lên mua.
Đi dài lắm đấy. Cánh. Đây nó phải 5.10 phân. Con chim rồi. Ở trong anh đấy chưa ra sao? Rồi tí nó mua xúc xích. Đây. Đây. Có thùng rác mà. Ý thức tốt thế là được. Phải ý thức thế là được. Ôi giời, giờ đến mát quá. Bên phải cho mát lắm rồi. Ở bên này. Ở bên này. Tao tưởng ngồi chơi với đâu. Đâu một hai mặt đâu đi dưới là này đi dưới là như này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào đâu. Đang tổ chức lễ hội tổ sản xuất kinh doanh về đảm bảo vệ sinh môi trường cho ngày mùng 5. Rất nhiều ngôi mộ này con này, phía trước là mộ đây này, mộ của các ông sư này. Chết rồi thì người ta mới chôn mới cho trong mộ này. Ông mộ này là mộ mới. Dạ, ốm yếu chết được là I'm not afraid to die.
Em dắt tay con cẩn thận, không mồm ngậm đến mới vấp cái là que xiên họng luôn ấy. Con cắn ngang nó ra, cắn ngang nó ra, cắn ngang cái xúc xích ra. Con cầm ngang này, con cắn này. Phải dặn cắn ngang ra cơ mà. Cắn ngang. Đứng lại mà. Không tốt nhất còn cầm tay. Cầm tay ăn. Cuốt ra, cuốt ra cầm tay. Cầm cái xúc xích không này. Con dài anh cứ đòi đi cơ. Ký ức tầm cỡ những 35 năm trước là hay ăn món này. Món này ngày xưa nó là hay ăn kẹo kéo, vừa kéo vừa dẻo, càng kéo càng dẻo, càng dai càng nhai càng ngọt, nước đúc bọt bọt đến một tuần mới chỗ sao được quay lên. Món huyền thoại mà người bán hàng cũng rất là xinh. Phải mua vừa sinh vừa duyên. Các bạn lại toàn kinh đường. Em ủng hộ các bạn kinh đường. Mầm lúa mà. À con kẹo kéo. Thôi đi cho mua cho ủng hộ chị gái. Nước đấy, uống tạm nước lọc đi. Anh ơi, ăn cái này ăn nước. Quan ơi, chị em này ủng hộ cho chị hai cái. Kẹo kéo càng kéo càng dẻo. Riêng ăn kẹo ở đây em bán là rẻ nhất rồi. Thật sự lên kia không có kẹo. Đâu có phải là đồng mầm không hay là chị lại phá? Mầm chứ đây này, không phải đâu, dưới này nó đây này phải có thế. Mầm nó bẩn đây, trong này mới kéo lên mà. Chưa bán đến chỗ ý. Không phải kéo lên mà. Kéo kéo này không mạch nhang, không kéo kéo được. Em phải bán ở chủ cột, chứ không ăn vô tư luôn. Em dưới này, 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 trên này, như bán năm này còn năm khác, dạ. Dưới là để em kéo lên nó. Nè chị ở đâu nào, em đến em buôn chị ơi. Ô chị kéo cho em cái này đi. Ăn cái đấy là bánh này là nó không ăn. Ngon mà, thật cái này đi, yên tâm. Cho con ăn. Cái này là cầm sẵn à. Cho cậu Lâm cái. Đưa anh ăn không con? Ăn cái nhá, một cái nhá. Ăn ngon con ạ. Ơi. Em rồi. Thích ăn của mẹ mẹ à. Đúng không? Ngon mà. Ê ngon lắm anh ơi, anh nhập vào đi. Anh của cơ to thì cho con ăn. Đây con. Đi đi. Dạ là xin được ra mắt. Có tâm lòng của ăn không? Kéo kéo đi con ơi, ngon lắm. Món kéo kéo huyền thoại.
vừa dẻo vừa dai, càng nhai càng ngọt, nó bột ngọt đến một cột. Đây đây chưa? Quay gái chị bán được 4 gái rồi nhá. Đấy thì quay thì chị ơi tối về xem tivi nhá, tối chị trên tivi đấy. Ôi trời ơi chết. Ở kênh nào? Chị cứ vào kênh Vi Thái, à Thái Vi. Vâng, vào YouTube search Thái Vi thì ra. Các bạn YouTube là có chị ở đấy đấy. Bên YouTube search Thái Vi ạ. Kênh Thái Vi, tìm kênh Thái Vi. Món kẹo kéo huyền thoại. Tên món kẹo kéo huyền thoại. Cứ đánh chữ món kẹo kéo huyền thoại là ra. Cứ kẹo kéo huyền thoại là ra. Vâng. Nhớ, nhớ. Con ăn thử với mẹ xem ngon không? Ngon mà. Bố nhìn bố biết ngon nhưng mà bố hạn chế đường thôi. Ở Văn Miếu nó béo đỏ ra thuốc tây thuốc ta là không bằng kẹo kéo. Thì học lại cái này của các cụ ạ. Giá trẻ lại một gái ăn đất trồng cái này là truyền. Giải sách nhìn trong chị trẻ. Đúng rồi đấy, ở Bảo Điền ta truyền đấy, nhiều mấy mới làm này nhỉ anh nhỉ. Ngày xưa có rồi. Nhiều người làm ngày xưa là làm đi bán suốt. Ngày xưa là nó có mạch nha. À, có nhà chuyên làm mạch nha. Chị mua mạch nha này ở đâu đấy? Nhà chị là ở đâu? Mầm mầm lên. Vâng, mầm đấy. Mầm mầm thấp đấy. Vâng. Nha xong rồi mới thì nấu thành kẹo đấy. Nhà chị ở đâu? Chị ở xa lắm. Xa lắm. Hưng Yên cơ. Ở đâu? Ở Hưng Yên. Hưng Yên á? Hưng Yên là sang tận đây bán à? Sang tận đây bán. Ở huyện nào Hưng Yên? Em Tân Dân này. Thật. Con đơn vị anh nhiều người ở Tân Dân nhỉ? Ở xã nào Tân Dân ấy? À xã nào Tân Dân? Hay là chém đấy. Anh ấy có qua đây nhiều lắm, nhiều người ở đây lắm đấy. Mình cứ tưởng người Bắc Ninh hóa ra người Hưng Yên à? Không, Bắc Ninh đâu, Bắc Ninh thì sao người ta phải đi bán này. Thảo nào người Hưng Yên duyên thế. Đấy. Hẹn mọi chào chị nhé. Sau sang ra về, yêu cầu các hộ gia đình phải có trách nhiệm gặp các tổ chức cá nhân trở lại tại khu vực gia đình đã làm. Tuyệt đối không được để đồ đạc ra ngoài rừng cây. Nếu để xảy ra cháy rừng, hộ gia đình đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đi đâu? Đi đâu? Đéo này món bánh khoai. Giới thiệu cả nhà đây món bánh khoai, khoai nướng. Bánh khoai, khoai nướng. Cái mang nhiều lên hết. Cái này cái. Hái cho cái bánh này. Khoai trắng. Làm được bánh khoai lang. Tôi đã bảo vệ trong môi trường, 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 tôi đã bảo vệ trong môi trường,
Thank you.